lầm nhắm. Lồng đèn siêu cun. Cun cun cun, phóng to lồng đèn siêu năng lượng. Không thể nào. Ta đã dùng toàn bộ năng lượng còn lại để tạo ra hố đèn nhân tạo này mà lại thua cái lồng đèn đó sao? Cái gì? Vậy giờ tàu chúng ta dùng năng lượng gì? Quay về trái đất chứ sao? Mama nghĩ rằng đây không phải là một vụ mất ngân hàng bình thường, mà là một âm mưu gì đó kinh khủng hơn. Âm mưu lớn. Mọi người có thấy từ hết lần này đến lần khác chúng ta đều rơi vào nguy hiểm không? Đúng thế. Đúng thế. Tôi có ý kiến, xin mời. Tôi nghĩ rằng mọi người nên quay về trái đất trước đi. Vì trái đất đang rất hỗn loạn, nếu kéo dài thêm, có thể trái đất sẽ diệt vong trước khi tìm được mặt trăng đấy. Cái gì? Chuyện gì thế này? Tên kia, mau đứng lại, trả lại cho ta mau. Mình mới đi có mấy hôm thôi mà. Ở đâu cũng như vậy, thật hỗn loạn. Đồng hồ Quinn có thông tin gì không? Đợi mãi mới thấy hỏi. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin thông báo với quý vị một tin rất khẩn cấp. Đó chính là trái đất của chúng ta sắp diệt vong. Nếu như các bạn đã biết, mặt trăng đã bị đánh mất, mặt trăng nhân tạo sẽ không được lâu. Rồi khi nó tắt, tận thế sẽ đến. Nhân danh lòng nhân ái, tôi xin tặng mỗi gia đình một vé thoát khỏi nơi này bằng tàu vũ trụ Hội Ác Nhân 01. Áo quên, vậy nếu nhà các bạn có hai đứa nhỏ thì sao? Đợi ý nhà, chúng ta có thể cướp từ nhà khác. Cướp giật đi, giật đi, giành lấy cho cái con của mình đi. Như vậy mới là cha mẹ thương con. Hóa ra Hội Ác Nhân đã đầu độc tư tưởng của mọi người. Không sao, Mama đã có kế hoạch. Quân 02 đang thực hiện sứ mệnh thứ hai là tiếp tục thu thập mã QR và tìm mặt trăng. Quân 02 và lồng đèn không đủ nhiên liệu duy trì đã rơi vào hố đèn. Đây là thông báo cuối cùng. Game over. Chiến thắng thường đến khi chúng ta không ngờ tới. Chán. Tính ra họ tự chui đầu vào bẫy luôn á. Chẳng vui tí nào. Bây giờ thì vui chưa ba lão ác nhân? Ủa, ai nói nghe như giọng cô dân ấy nhỉ? Là giọng Mama chứ ai. Hả? Cái gì? Họ vẫn chưa chết. Đúng vậy, chúc mừng các ông đã bị gãy ông đập lưng ông. Khó hiểu lắm đúng không? Phi thuyền vừa rồi chỉ là phi thuyền không người lái đó. Quay ra sao đi, ba lão ác nhân kia. Quân 03 đang thực hiện sứ mệnh bám theo phi thuyền Hội Ác Nhân lấy lại mặt trăng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chạy mau tiến sĩ đơ. Tầm nhắm. Yeah, trúng mặt trăng rồi. Kéo gì? Dạ. Không được, phi thuyền quá yếu, động cơ không đủ mạnh. Quân 03 chỉ là một cái phi thuyền đồ chơi.
sức đâu mà có thể kéo lại mặt trăng với phi thuyền hội ác nhân của ta. Một đám ngốc. Không được rồi, dây kéo của chúng ta bị đứt. Hắn ta định dùng sức mạnh siêu phàm đỡ lấy mặt trăng sao? Ta sẽ cho ông ta tan tành. Hả? Ba ba! Chuyện gì đang diễn ra với gia đình quân siêu phàm? Các bạn hãy đón xem tập cuối Giải cứu mặt trăng vào thứ sáu ngày 1/9/2023 nhé. Đây là tín hiệu được truyền từ tàu vũ trụ mang số hiệu Queen 01 thực hiện sứ mệnh giải cứu mặt trăng khỏi hội ác nhân và thu thập lại mã QR trả lại cho ngân hàng PayPal, trả lại đêm trung thu cho mọi người. Các bạn hãy cùng mình giải cứu mặt trăng nha. Lại trước nữa rồi. Đừng lo, rồi tụi nó sẽ dính bẫy. Hả? Không xong rồi, chúng ta sắp bị hút bởi hố đen rồi. Đó là âm mưu của tiến sĩ Đơn. Ngươi thấy kế hoạch của ta thế nào? Amazing, good job. Lòng đèn quân siêu năng lượng với sức mạnh cực lớn chống lại bóng tối đang để giải cứu gia đình nông dân siêu phàm đây. Yeah, đã thoát ra rồi. Tất cả là nhờ có lòng đèn quân siêu năng lượng. Vậy thì ta sẽ phá hủy bảo bối lồng đèn quân siêu năng lượng của các ngươi. Hả? Chúng tôi cần các bạn. Các bạn ơi, đây là tín hiệu gửi từ phi thuyền Queen 01. Hãy sưu tầm những lồng đèn Queen siêu năng lượng trong mỗi thùng sữa túi Queen thần kỳ để tạo ra chiếc lồng đèn khổng lồ cùng gia đình nông dân siêu phàm chiến thắng hội ác nhân nha. Và đừng quên quét mã QR code trong mỗi thùng sữa Queen túi thần kỳ để hỗ trợ các bạn nhỏ khó khăn có một trung thu vui vẻ nhé. Với mỗi QR code được quét, Queen sẽ đóng góp 5.000 đồng vào ngân hàng Baby Pig đó.